xiên miền Bắc và xiên miền Trung. Đi học về đói bụng quá, ăn xiên thôi các ơi. Chiều tan tầm, ở cổng trường miền Bắc có rất nhiều xiên được bán như thế này này. Xiên có rất nhiều loại như xiên tôm, xiên hồ lô, xiên cá, xiên phô mai. Thích ăn gì thì tha hồ mà chọn. Có xiên rồi, chấm với tương ớt thì ăn ngon tuyệt cú mèo. Ở miền Trung không biết có không ta? Sao lại không có? Ở miền Trung cứ chiều là có bao nhiêu đồ ăn vặt đa dạng ở ngay bờ biển thế này này. Xiên cũng có nhiều loại ít như miền Bắc, nhưng ở đây họ gọi là cá viên chiên dù không phải cái nào cũng là cá. Em đi xài đã ăn xiên kiểu này bao giờ chưa? Đây gọi là cá viên chiên mắm, các xiên xào cùng rau muống và sốt, trông rất lạ phải không các bạn? Ăn đậm đà có thêm rau khiến cá viên chiên không bị quá ngán, mới lạ nha. Ở miền Bắc mà ăn bị ngán thì tớ sẽ uống mất một ly trà chanh, vừa rẻ vừa mát lạnh, quên luôn cả cái nóng mùa hè. Còn ở miền Trung thì không có trà đá đâu, mà rất hay uống nước khoáng nội em chai thủy tinh như thế này đấy. Có hai loại, nước khoáng lạt thì như nước lọc mà lại có ga. Vị kỳ ghê. Còn nước khoáng ngọt thì vị như Sprite 7up các bạn. Uống đã quá. Ăn đồ ăn vặt dễ chiều cạnh bờ biển lộng gió thế này thì có mà đánh bay cả mùa hè phải không các bạn? Các bạn thích xin miền Bắc hay xin miền Trung thì hãy có